cho phần tiếp theo chúng ta nha. Chào mừng toàn thể quý khán giả đang đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng lương tôi dương gian của đoàn Hồng Tôn Sài Gòn Tân Thời. Vinh Bảo và Kim Trọng xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý khán giả đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay. Chào tất cả các bạn thí sinh cũng như là tất cả quý khán giả đang xem qua sóng live stream trực tiếp. Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã trải qua những phần thi cực kỳ hồi hộp và căng thẳng, vòng casting, battle round và thi teamwork. Thì ngày hôm nay chúng ta phải tìm được 10 thí sinh xuất sắc nhất cho đề thi này. Đầy đủ thông tin sẽ là chính thí sinh thôi nha quý vị nha. Và đầu tiên cho Kim Trọng Huỳnh Bảo xin được ghi mình chân thành cảm ơn đến quý đối tác cùng với những nhà đồng hành, những người tài trợ đã đồng hành xuyên suốt cuộc thi năm nay. Xin được chân thành cảm ơn trung tâm The English Valley. Cảm ơn công ty Rammer Media. Xin được chân thành cảm ơn công ty 137 Hàm Nghi Food Massage and Salon. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến một thành phần không thể thiếu, những người sẽ cầm cơn nảy mực quyết định ai đi tiếp, ai dừng lại trong vòng thi đối đầu ngày hôm nay. Đó chính là ban giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón thân phận ban giám khảo. Giao lưu với lại thành phần ban giám khảo, đầu tiên chính là người đẹp Vũ Cẩm Nhung. Thưa quý vị, một người đẹp mà có thể nói là một tượng đài nhan sắc của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời, với một cái tấm lưng có thể che được 4 vị ba khán giả luôn ạ. Thì cho hỏi là người đẹp Cẩm Nhung, ngoài một vị trí là một người ban giám khảo, thì mình đã đồng hành xuyên suốt cuộc thi năm nay với một vị trí nữa, đó là mentor, hướng dẫn cho các bạn thí sinh các cách kêu số Lotto làm sao mà mượt mà ra số một cách tròn trịa nhất. Thì cho em hỏi rằng là chị Cẩm Nhung mong muốn ngày hôm nay mình sẽ nhìn thấy các bạn thí sinh thể hiện điều gì trên sân khấu, xin mời chị. Vâng, và đến tối trong video clip, Cẩm Nhung gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị của Sài Gòn Tân Thời và cũng như các bạn quý vị khán giả đang xem qua live stream. Một lời chào trân trọng nhất và Cẩm Nhung có một buổi làm việc với mấy bạn thí sinh thì cũng chỉ mấy bạn chút xíu thì cùng vừa rồi thì nói chung là các bạn cũng khắc phục được một cái điều mong muốn của Cẩm Nhung trong hôm nay là các bạn kêu cờ ra tròn một con số, và đặc biệt nữa là quan trọng đó là các bạn phải là có một cái thằng con cho nó vững chắc, tại vì khi chúng ta đứng cái nghề này không phải là ngồi ngoài là kêu sổ số lô tô thôi, mà chúng ta còn phải là đứng để dẫn dẫn chương trình này nọ, để giới thiệu phần quà hay là những phần đội như thế nào. Thì rất mong là tối hôm nay các bạn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình ạ. Là hết ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Cẩm Nhung ạ. Và bây giờ xin mời Huỳnh Bảo. Và bây giờ em sẽ giao lưu với là nghệ sĩ Lô Tô Lộ Lộ với tư cách là một ban giám khảo xuyên suốt từ đầu cuộc thi tới bây giờ luôn, qua rất là nhiều vòng thi khác nhau. Thì chị trong cái đánh giá chung về chất lượng thí sinh của năm nay, chị đang cảm nhận với các bạn như thế nào ha? Lời nói đầu tiên xin được đồng ý đến tất cả quý vị khán giả khi đi với một cái thời đại trời chương trình nhất ạ. Dạ, cho em hỏi có ai hôm nay có ai lần đầu tiên tới đoàn không? Dạ, có ai lần đầu tiên biết cuộc thi này không? Dạ, vậy thì em sẽ nói sơ lại lần nữa ha, là mỗi năm em chỉ có một cuộc thi duy nhất để tuyển dụng nhân sự cho các bạn tân thời là những nghệ sĩ Lotto trên sân khấu đang biểu diễn cho quý vị. Và rất nhiều, hầu như là bốn anh chị đứng kế bên em luôn cũng trưởng thành từ cuộc thi này, và mùa này là mùa thứ 7, thứ 6. Và rất là nhiều nhân tố mà phải nói gây được tiếng vang rất là lớn. Có thể nói đến giống như chị Cẩm Nhung, Sang Sang Quỳnh Bảo, Kim Trọng, mà vừa rồi còn có Bảo Ngọc, mùa trước nữa thì có Xuân Tâm nữa. Cho nên là đây là một cuộc thi rất uy tín để tìm ra những cái tài năng sáng giá cho sân khấu lô tô. Vì vậy là mỗi một năm cái tiêu chí nó đều rất là khác nhau, và đối với đội thì năm nay có người thí sinh có rất là nhiều màu sắc đặc biệt. Dạ, chỉ có tiếc là tỷ lệ nam nó nhiều hơn nữ thôi, nhưng mà phải nói luôn bạn nào cũng có những cái màu sắc mà phải nói luôn là khi mà khán giả xem qua mỗi một loại thì khi mà lộn được coi lên phim thì họ nhớ luôn tên của thí sinh đó. Đó là cái điều thành công nhất, và em cũng hy vọng là cuộc thi sẽ mang được rất là nhiều những món mới cho đoàn, cũng giống như là để phục vụ cho quý vị
tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, đặc biệt là những khán giả qua livestream không đến từ sân khấu trực tiếp nhưng luôn cổ vũ đồng hành, kêu tên thí sinh trên livestream rất là nhiều luôn. Cái điều đó là các bạn rất là hạnh phúc luôn khi tham gia cuộc thi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị là rất nhiều. Và bây giờ là em thấy là MC Kim Trọng đang có câu hỏi muốn hỏi chị Sang, ấp ủ từ nãy giờ luôn ạ. Thưa quý vị, chị Sang Sang ngoài một là một nghệ sĩ lô tô ra thì chị Sang Sang còn là một hài sĩ đó thưa quý vị. Chị Sang Sang nói ra câu nào là tức cười câu đó thưa quý vị, điển hình là cái câu lô tô Aswa. Mời chị nói lại cái câu đó giùm em được không ạ? Lô tô Aswa. Dễ thương. Dạ thưa quý vị, em có một câu hỏi dành cho người đẹp Sang Sang, đó là cũng là vui thôi để tạo không khí dành cho tất cả khán giả. Thì người đẹp Sang Sang có nhận thấy là trong top 9 thí sinh năm nay chỉ có 2 thí sinh trong hình tượng là nữ thôi, còn lại 7 thí sinh là nam. Thì cho em hỏi rằng là không biết là ngày hôm nay chị có muốn dùng cái quyền lực ngầm của mình để loại luôn 2 bạn thí sinh nữ ra để bảo toàn cái danh hiệu để giúp nhan sắc của Sài Gòn Tân Thời không ạ? Và lời đầu tiên mà Sang Sang xin gửi đến tất cả quý vị mình lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất tới hôm nay quý vị mình ơi. Và để trả lời câu hỏi của MC Kim Trọng đúng không? Thì hiện tại đó là che già thì mang mọc đúng không? Thì mình chấp nhận cái đó, nhưng rất tiếc là Sang Sang chưa bước già. Ai đồng ý với điều chị Sang mới nói cho một tràng hóa tay đi ạ. Thấy chưa? Đó. Chị hiểu kiểu. Không có ai nói thì tuổi chứ. Không có già. Làm sao mình lấy lương hưu được rồi. Cây ấy. Rồi. Xin mời MC Quỳnh Bảo. Cảm ơn chị Sang rất là nhiều. Ra chị Sang mới chừng đâu hai mấy à. Cho nên chị Sang vẫn còn hơi mới lắm nha quý vị ơi. Và cái bây giờ chúng ta sẽ đến với lại khách mời ca sĩ Đoan Nguyễn. Hôm nay đến với vòng thi rất là đặc biệt. Đây là vòng thi đối kháng 1 chọi 1. Và mình sẽ biết tất cả thí sinh phải làm sao cố hết sức để thể hiện vòng thi của mình. Em nghĩ là các bạn rất áp lực. Mình biết Đoan Nguyễn có cái lời khuyên gì cho các bạn trước cái vòng thi của mình không ạ?